Chào mọi người nhé. Hôm nay mình cũng quay ở nhà mình để mình cũng giới thiệu ở nhà mình cũng xung quanh vườn mình cũng trồng rau rác trồng ấy, những cây ăn trái rồi á. Bây giờ mình cũng quay cho mọi người thấy đây là đúng rau mấy bữa mình làm này, đúng, đầy đủ rau này. Chuẩn bị ăn ăn được rồi. Nó bây giờ thì ăn cũng được rồi mà nó còn hơi nhỏ. Nếu mà mình ấy mình ăn sống được. Chứ còn mình ăn luộc đồ thì nó còn nhỏ lắm. Bên này thì có cây mai nè. Cây mai của mình nè. À, mai để chờ đông xuân. Xuân Tết đồ á. Ở nhà thì cũng có mấy cái sứ. Bồn sứ hết bông đầy trước cổng mà cũng có cây mai. Ở nhà có ba cây mai nữa, bên bên cây để chờ mình ngày đón xuân đó. Cây mai nữa nè, mai gốc bự đó, gốc gốc bự à. Mai mình cũng trồng tự nhiên ở ngoài đất à, không có chậu gì hết, nó tốt hơn. Ngày này cây mít nè, mít ở nhà có trái nè. Mọi người theo dõi kênh mình cũng như trò chuyện đồ, nói chuyện đồ cho vui á, chia sẻ một phần cái cuộc sống của mình hàng ngày ở gia đình mình, nó có những cái bụi rau bụi cây ăn trái đồ vậy. Đây là rau bữa mình cũng quay rồi, mình quay mình review mình cách làm rau sạch đó. Bữa nay nó cũng lên là nước nè, xung quanh mình rào lứa hết nha, lứa lứa mắc cáo nè, mình rào để gà chó mèo đồ nó khỏi vô. Rau muống mình kia sao, rau muống lên cỡ đó thì mình ngắt cái ăn sống cũng được, chứ mà nó còn nhỏ nhỏ ăn cũng được. Bên này rau cải nè, cải này dền 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 đỏ, cải bên này có bụi lá giang nè, có bụi lá giang này, cải quay qua bụi lá giang nè. Bụi lá giang người ta thường nấu gà lá giang đó, ở nhà trồng theo trụ rào ta thường nấu lá giang đó. Này bên kia chuồng bò của người ta mà người ta nghĩ là ta không có nuôi bò, lá giang ta nấu gà lá giang là cái giang lá giang đó. Rồi mình đi quay chút đỉnh rồi để cho mọi người thấy cuộc sống của gia đình mình, ở xung quanh mình trồng những cái gì mình nói là nó thực tế, chứ đâu phải mình quay rồi mình ấy mình làm mình nói mà mình không có làm để quay có clip luôn. Sống đầy đủ mít nè, xung quanh nhà mít này là vườn nho ở nhà nha, vườn nho ở nhà nè, vườn nho này hết trái rồi. Mấy bữa mình cũng có trái chín rồi, mình cũng review rồi mà nay hết trái rồi, nó mình chuẩn bị mình cắt lại, cắt cành để cho nó ra bông ra trái rồi lại. Vườn nho ở nhà mình nha, mình cũng chuẩn bị cắt lại, bữa nào mình cũng review cái cách mà cắt cành chăm sóc nho sao mà cây nho nó ra trái để mọi người biết. Nhiều người ta cứ không biết, người ta cứ nói cây nho sao mà nó ra trái rồi nó hay, làm cách nào ra trái rồi. Mình bữa nào mình cắt cành mình làm cái clip đó, còn người nào mà biết rồi thì thôi bỏ qua cho mình nói để cho nhiều người ta không biết, ta ấy thôi, chứ ai đâu mà biết cái việc gì cũng biết hết. Bản thân mình đây cũng đâu có biết cái gì đâu,
này mướp nè, bờ này bí nè. Nói vậy bí ở nhà trồng thì cũng một dây hai dây rồi để ăn thôi chứ đâu ăn nhiều, gia đình cũng nhỏ mà. Gia đình mình cũng gia đình nhỏ mà chứ đâu có lớn gì đâu. Đó trái rồi nè. Ra bông. Dưới này có cây đu đủ nữa nè. Nó đu đủ rồi. Cũng ra bông rồi, ra trái rồi nè. Đây nay mai rồi nó lớn bây giờ. Trồng xung quanh nhà mình trồng thì mấy cây ở Ninh Thuận thì đất nó nóng mà không có bì mấy chỗ khác được. Mấy chỗ khác thì cây xứ nó mát á. Người ta trồng ở cái cây nó tươi tốt hơn. Còn ở Ninh Thuận mình trồng khó lắm, muốn tốt như người ta khó lắm. Nó nóng. Còn nó gió phèn đất nắng rang mà. Cây bơ bữa mình quay mọi người đó, mình quay mình hái không, rồi bữa có một bạn hỏi cây bơ đó cao lắm hay sao mà nó còn 7-8 mét, mà đúng nó 7-8 mét thật á, chứ nó không phải nó thấp đâu. Nó thấy không, mọi người thấy nó cao quá không, cao lúc đó chứ không phải 7-8 mét á. Mình leo cẩn thận chứ đâu phải mình đấy. Ở bên này có cái bử nè, ở nhà thì có trồng bử, còn trồng đồ trồng thứ cây à, không có trồng nhiều. Bử trái lu bù nè, trái lu bù à, nó chứ đâu phải ấy đâu, gốc cũng lớn rồi nè, gốc bự lớn rồi. Nó trái rồi, trái bử cũng nhiều lắm. Bên kia cây dừa bữa mình cũng quay á, quay clip ngắn, cây dừa ở nhà cũng bán chết gì hết, hầu hết rồi mình làm là để mình uống nước ăn luôn thôi. Đại khái là của mình là mình không có bán cái gì hết á, rồi có ai đồ thích thì mình cho người ta ăn ít đồ vậy thôi chứ không có. Mà dừa này có đâu cho, không đủ uống nước mà, ở nhà uống nước dừa cơ, không đủ uống nước mà. Thấy không? Chuối rồi nha. Chuối này nó còn nhỏ, bữa có cây đó, cái cây nhã nè. Cây nhã xuống rồi bữa mình cũng chặt quầy đó. Mà để cho nó khô, nó nhẹ mình dẹp dọn chứ nó còn tư dọn nó nặng lắm. Cái bữa quầy chuối bự lắm. Chuối này gần ra trái. Bên này cũng có cái dừa còn nhỏ nè. Hầu hết ở nhà trồng thì nó cũng đủ. Chuối á, thấy vườn không, đầy đủ hết. Bên này có cây sầu riêng nữa nè, cây sầu riêng nè. Cây sầu riêng này mình trồng cũng 4-5 năm rồi nha, 4-5 năm rồi, chuẩn bị ra trái rồi. Mà đất Ninh Thuận thì nó không phải cái xứ sầu riêng, nó sầu riêng nó nằm ở vùng cao nguyên đồ gì đâu á. Mình ở đây cái xứ mình nó nóng quá, trồng nó lâu lắm, nhưng mà nhiều người ta trồng cũng ra trái rồi chứ không phải là chưa ra trái. Mình trồng cỡ nó có ăn đồ bậy bạ vậy thôi, chứ còn cây sầu riêng này là cây bơ hồi nãy là cây bơ nó cao, nó ấy là trái trước rồi. Bây giờ cây này thì nó cũng có trái nè, trái bơ bự không. Bơ ở nhà thì hầu hết cũng đầy đủ, cái cây cũng không có đầy đủ nhiều chứ cũng dài 3 cây. Hầu hết thì khách tới đây cao lương mỹ vị thì không có, chứ mà cây nhà trái giường cũng đầy đủ, cũng đủ dài bữa ăn, nghỉ dài bữa đó. Bơ trái có, bơ thì nó cũng có mùa, hết mùa thôi. Mình cũng trồng đồ xen canh đồ, nó vườn mình cũng nhỏ mà chứ đâu có lớn đâu. Còn một cây này là cây dừa xiêm lửa. Dừa này người ta nói là uống bệnh đồ gì đó mà biết có bớt mi uống trị bệnh. Dừa xiêm mình bệnh đâu không thấy, mà mình mạnh phỉ mà uống cho khát, đỡ khát nước. Dừa bên này mình có cây ấy nè, cây măng cục nè,
mình cũng trồng cây măng cụt rồi nè, mình cũng trồng cây măng cụt rồi đó, 4 năm rồi, bây giờ nó còn chút xíu rồi nè, 4 năm rồi đó nha. Thì nó cây măng cụt nó 8-9 năm gì rồi, nó mới ra trái, trồng 4 năm rồi nó mới có một chút gì rồi, mà tốt lắm. Như trồng dưới rập này là nó mát, nó chịu, nó chịu ấy. Bên này có bụi gừng nè, gừng bụi ngợi, bụi ngợi này ngợi trắng, mấy người ta nói là uống giờ nấu nước uống giờ bệnh khớp đồ á, mà mình cũng không biết là đúng hay không, mình cũng để thấy củ nó quá trời luôn á, nó củ nó lồi lên nè, lồi lên củ nó lồi lên quá trời luôn, mà ở nhà đâu có ấy đâu. Bên kia thì cái giếng mình bỏ quan rồi, mình mấy hôm ở nhà mình chưa có nước máy, mấy năm trước nước máy nó chưa vô, mình xài giếng đó, nay bỏ lâu à, bỏ lâu không à. Đây nhà mình cũng có bụi măng nè, măng này măng ngọt, măng ở đâu mình tay mình đồ gì đó, nó măng có mục luôn, đỡ nữa chặt vô xào. Bụi măng này là mình để mình lấy măng mình ăn thôi, măng ngọt á, măng mình mua ở bonsai á, giờ mình trồng nó vậy cho nó ra quanh năm à. Tết đồ cũng có măng khô, mình ăn hết cái mình phơi khô một ít để dành Tết. Ở đây người ta Tết người ta ưa có cái măng khô kho thịt gì đó, cái thứ đó ăn cũng ngon. Nhà mình thì tới cái trụ bê tông này là hết à, đất tới đây à, phía bên kia là của người ta rồi, phía bên này nè người ta cũng trồng dừa trồng cỏ đồ hết à. Đó, trồng dừa trồng cỏ nè, cỏ người ta chăn nuôi bò đồ á, trồng dừa trồng cỏ đồ đó. Còn mình thì ở bên này thôi, mình bê tông đây trụ đây là hết. Ở đây cũng có bụi gừng, bụi ngợi này, ngợi cũng có bụi ngợi trắng. Đây bụi dứa này nha, bụi dứa này. Đó, bụi dứa này, bụi dứa mình nấu nước uống á. Mình bỏ lá vô trong cái ấm nước cái mình nấu sôi lên cái nó uống nó thơm mùi dứa lắm. Thơm dễ chịu, nghe nó uống dứa thơm mà mát lắm. Đây có bụi măng bự nữa nè, à, thấy không? Đây bụi măng bự gốc không? Bụi măng này chắc mai cắt được phơi rồi để dành Tết rồi. Chứ ăn không hết đâu, ở nhà ăn lâu lâu ăn bữa chứ ăn thứ này thứ kia chút chứ không có ăn nhiều. Này cái chuồng gà ở nhà, chuồng gà ở nhà lâu không mà hồi đó làm nuôi mớ gà mà nay nó sụp sợi hết rồi, chưa làm lại. Chuồng gà nuôi mớ gà mình để thả giường ăn thịt đồ vậy, làm hồi đó cũng làm chuồng gà cũng bự mà nuôi mà nó nay nó sụp rồi, nó xuống cấp rồi. Vườn nho ở nhà nè, nó khi nào mình cắt cành mình review cho mọi người thấy nha, cái cách cắt cành rồi sao mà nó ra bông ra trái rồi vậy, khi mà tao chín mình quay hết vô một cái giai đoạn luôn cho mọi người biết. Nhiều lúc mọi người đâu có biết cây nho rồi nó ra trái rồi sao. Này là chuồng gà ở nhà, chuồng gà ở nhà có mấy anh gà đó, nó nuôi mớ anh gà, chuồng gà xuống cấp luôn rồi, tính sửa mà cũng chưa sửa được đó. Có mớ gà thả vườn á, ăn thịt ngon lắm á. Ngoài sau này chuồng gà cho nó không có gì. Ở nông thôn mà mình cũng phải nuôi con gà con vịt đồ vậy thôi, mình cũng muốn nói bấy nhiêu vậy thôi. Chúc mọi người mạnh khỏe,
thích kênh mình, ủng hộ kênh mình, cho mình một like, đăng ký kênh mình, mình có động lực mình làm nhiều video có bổ ích thêm. Cảm ơn mọi người nha.